Thịt lợn là thực phẩm phổ biến và quen thuộc, thường được nhiều gia đình lựa chọn để bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Hàm lượng lớn protein cùng nhiều vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể có trong thịt lợn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ não bộ. Ngoài ra, thịt lợn còn chứa nhiều thiamin, là một trong những vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong các chức năng của cơ thể con người. Chuyên gia Lương y Đa khoa Quốc gia Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu và cho biết, dù thịt lợn là món ăn dễ chế biến và phổ biến nhất trong các bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình hiện nay, nhưng có một số loại thực phẩm tuyệt đối không được kết hợp cùng thịt lợn. Nếu bạn kết hợp thịt lợn với các loại thực phẩm sau đây, món ăn này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và chính gia đình bạn. Tôm ốc. Theo quan niệm ngũ hành, các y văn cho rằng không nên ăn thịt lợn cùng với tôm, ốc đồng vì chúng kỵ với nhau. Trong sách Nam Dược Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh cũng đúc kết được kinh nghiệm về thịt lợn, ví dụ như đặc biệt kiêng kỵ với ốc bươu, cam thảo, tôm. Theo tương quan ngũ hành kiêng kỵ, nếu ăn thịt lợn cùng với ốc dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Lá mơ. Thịt lợn và lá mơ đều là những thực phẩm chứa rất nhiều protein. Nếu kết hợp với nhau, sẽ gây ra kết tủa đạm, khiến cho cơ thể không hấp thu được. Để tránh gây tình trạng khó tiêu hóa, ngộ độc hoặc nhiễm độc lâu dài cho cơ thể, không nên ăn thịt lợn cùng với lá mơ. Thịt dê có tính hàn. Khi kết hợp cùng với thịt lợn, sẽ sinh khí trệ sinh đờm. Thịt trâu cũng giống như thịt dê. Thịt trâu mang tính hàn, khi ăn cùng với thịt lợn sẽ sinh khí ngưng trệ và xuất hiện một loại run sán mang tên sán sơ mít. Thịt bò, hàm lượng dinh dưỡng trong thịt lợn và thịt bò hoàn toàn khác nhau, nếu bạn nấu chung sẽ làm giảm chất dinh dưỡng có trong cả hai loại thịt này. Bản chất thịt lợn có tính hàn, còn thịt bò là tính ôn. Tốt nhất, bạn nên nấu riêng từng loại thịt, vừa đảm bảo mùi vị của món ăn, vừa không làm mất chất của cả hai loại thịt này. Đậu tương. Đậu tương là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng với 60-80% là phốt pho. Khi kết hợp đậu tương cùng với thịt lợn, hàm lượng phốt pho trong đậu tương có khả năng làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt lợn và ngược lại, đặc biệt là thịt lợn càng nạc thì hàm lượng dinh dưỡng càng giảm đi nhiều. Quả mơ. Một lưu ý khi ăn thịt lợn dành cho bạn đó chính là thịt lợn kiêng kỵ với quả mơ. Do quả mơ có tính chua và thịt lợn có tính ngọt, khi ăn cùng với nhau sẽ dẫn tới hiện tượng tả lị. Gan dê. Ông bà xưa có câu, thịt lợn mà có gan dê, não tâm hư khí, khó bẻ hấp thu. Các loại gan nói chung và gan dê nói riêng đều cấm sử dụng cùng với thịt lợn. Gan dê có mùi hơi hôi, khi chế biến cùng với thịt lợn khiến cho mùi vị của món ăn càng trở nên khó chịu, khó thưởng thức hơn. Chưa kể theo đông y nếu ăn gan dê chung với thịt lợn sẽ gây hiện tượng chướng khí đầy bụng. Cá diếc. Cá diếc tính cam ôn, ăn với gan lợn, thịt gà, xương trứng mụn nhọt và trường ung. Ngoài ra các bạn cũng không nên kết hợp thịt lợn với một số loại gia vị. Như gừng sống, một số người có thói quen cho gừng vào thịt lợn khi nấu để khử mùi tanh của thịt. Tuy nhiên điều này hoàn toàn sai lầm vì trong đông y, vì thịt lợn có tính thủy, gừng sống có tính hỏa, nếu kết hợp gừng sống với thịt lợn sẽ xảy ra hiện tượng khắc, xưng trứng phong thấp, thậm chí có thể gây ra hiện tượng nổi các nốt đen ở trên mặt. Rau mùi tây. Theo đông y, thịt lợn ích khí. Còn rau mùi tây có tính ôn, hao khí, nên khi kết hợp hai món ăn này cùng với nhau có thể gây phản tác dụng, gây nên tình trạng đau quặn bụng. Chính vì vậy, bạn không nên ăn hai loại thực phẩm này cùng lúc vì nó có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và cả gia đình. Lưu ý khi ăn thịt lợn. Khi mua thịt lợn, mẹ nội trợ cần chú ý, tránh mua phải lợn gạo vì thường có chứa nhiều sán, vô tình chui vào cơ thể của chúng ta khi ăn thịt. Chọn thịt lợn săn chắc, không nhũn nhão, đặc biệt không cần phải phân vân với những loại thịt lợn chảy nước. Sử dụng ngón tay ấn vào miếng thịt,
Nếu thấy miếng thịt để lại vết lõm nhưng không có dấu vết gì lạ khi nhấc ngón tay ra thì đó là thịt lợn ngon. Không nên ăn quá nhiều thịt lợn, đặc biệt những đối tượng cao huyết áp, mỡ máu, vì thịt lợn là thịt có chứa mỡ động vật cao. Thịt lợn có hai loại thịt nạc và thịt mỡ. Thịt mỡ chứa nhiều chất béo, trong khi lượng protein rất ít. Nếu ăn quá nhiều thịt mỡ, sẽ dẫn tới hiện tượng nhiễm mỡ và hiện tượng béo phì. Không nên ăn quá nhiều nội tạng bên trong con lợn. Ăn nhiều nội tạng cũng là nguyên nhân gây các bệnh nguy hiểm như gút, gan nhiễm mỡ, béo phì, viêm tụy cấp. Gan là bộ phận chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể lợn, nên tại bộ phận này cũng tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh cùng một số hàm lượng độc tố nhất định. Trong gan cũng có nhiều ký sinh trùng như sán, virus gây bệnh. Vì thế, nếu sử dụng gan, các bà nội trợ cũng nên cẩn trọng. Trên đây là những loại thực phẩm và gia vị nếu kết hợp với thịt lợn có thể gây nguy hại cho sức khỏe của bạn và gia đình. Các bà nội trợ hãy cẩn trọng và cân nhắc trong việc lựa chọn cũng như sử dụng loại thịt phổ biến này nhé. Nếu bạn thấy video này mang lại cho bạn những thông tin hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ nó tới cộng đồng. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cũng như để nhận thêm những video mới của kênh Sức khỏe cho mọi người bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.